Em làm hỏng hợp đồng với bên đại lý rồi. Sao lại thế? Anh tưởng hai bên đã thỏa thuận ổn thỏa rồi. Người ta còn đòi hỏi em thêm điều gì à? Em kéo thêm cho họ bao nhiêu là khách hàng, giúp họ bao nhiêu việc. Đã thế lại còn phải vắt óc ra để bán xong cho ông ấy cái loa. Thế mà vẫn không đủ. Lòng tham con người đúng là vô đại. Anh nghĩ ngày mai em nên qua trao đổi lại với họ xem sao. Người ta là đại lý lớn, chắc chắn quyết định gì cũng được tính toán kỹ lưỡng. Mình chịu khổ, chịu khó thêm một chút, kiểu gì người ta cũng động lòng. Nhưng mà họ ký với người khác rồi. Sao lại vô lý thế được? Bắt con nhà người ta làm trâu làm ngựa, xong rồi dở mặt à? Chó thế đấy. Chuyện quái thì cũng có thể xảy ra được. Làm ăn cháo trở kiểu này là không được. Em không được bỏ qua chuyện này. Không bỏ qua thì làm gì hả anh? Kinh doanh mà, lợi ích phải là trên hết chứ. Ngu thì em chết thôi. Thôi, đừng nghĩ nữa. Thua kiểu này đã bày kiểu khác. Giờ vào tắm, xong sang nhà bố Nam ăn cơm. Lát về đánh một giấc, mai là ngày mới rồi. Đi, đi nào. Anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Anh cũng đừng cho rằng nếu không có anh thì em không sống nổi. Lẽ ra ấy, anh không nên lên thành phố. Anh chỉ khiến mọi việc của em rối tung lên thôi. Em mà bị đổi việc ấy là vì anh đấy. Em không giống mấy em tin tin ở trên mạng đâu nhá. Giống hay không ấy, thì anh chưa biết. Nhưng đã là phụ nữ thì ai cũng muốn được chăm sóc, được chiều chuộng, đúng không? Nếu em không thích thì sao? À, thì cho anh danh sách những thứ em thích đi. Thì đúng là em thích hoa với trà sữa. Nhưng mà phải là hoa mẫu đơn, trà sữa sô cô la ít đường. À, và còn gì nữa nhỉ? Còn kem, nem chua rán, cả bánh mochi nữa. Em không phải làm thế. Vì trước sau em vẫn là em trai của chị thôi. Em không thích. Em xin lỗi chị Đông. Chị có thể cho em thêm cơ hội, thêm thời gian để em có thể chứng minh, em có thể trở thành bạn trai của chị, được không? Em đừng làm khó chị nữa. Chị từ chối em chỉ vì anh Vinh là hình mẫu lý tưởng của chị à? Chị thích anh ta rồi đúng không? Đúng không? Chị thích anh ta rồi đúng không? Chị thích ai không nhất thiết phải nói cho em biết. Còn nếu em vẫn nghĩ chị thích đàn ông lắm tiền thì em coi thường chị rồi đấy. Em chả hiểu gì về chị hết. Anh ta không tuyệt vời như chị nghĩ đâu. Anh ta tán tỉnh các cô gái khác cơ. Chị không biết thì thôi, nhưng mà chẳng lẽ chị lại cố tình không hiểu về mối quan hệ của chị Yên và anh Vinh à? Chị nghĩ em không nên quan tâm phán xét về chuyện của người khác. Còn nữa, chị đã nói chuyện rõ ràng với chị Yên rồi.
chị ấy và anh Vinh không có mối quan hệ tình cảm nào hết. Vì thế em đừng đặt điều cho anh Vinh nữa. Anh ấy là người như thế nào chị tự biết. Anh sợ à? Em hứa sẽ không làm tim anh tan nát đâu. Anh lúc nào cũng nói là anh lo cho em, anh thương em. Thế mà điều em cần nhất anh lại không giúp được à? Anh giúp em đi mà. Anh giúp em đi. Anh giúp em đi. Anh có rơi vào tình cảnh của em đâu mà anh hiểu được cảm giác của em thế nào. Anh đang cố gắng hiểu em đây. Anh em đi nhậu tâm sự nhá. Em không cần những lời khuyên nhủ chữa lành của anh. Không, anh hứa sẽ không khuyên nhủ gì hết. Anh sẽ chỉ là cái thùng rác để em trút bỏ hết nỗi lòng ra thôi. Đi nào.